Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 2 tháng 12, hai nội dung thi đấu cuối cùng tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lào Cai lần thứ 9 là bóng đá và kéo co đã bước vào chung kết. Ghi nhận của các phóng viên thể thao về hai nội dung thi đấu này. Không khí sôi động, những pha bóng kịch tính. Trận chung kết bóng đá nữ trung học phổ thông giữa trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường Trung học phổ thông số 1 Văn Bản đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Thi đấu ngang tài ngang sức, thời gian thi đấu chính thức khép lại với tỷ số 1-1. Hai đội bước vào lượt sút luân lưu để tìm ra đội chiến thắng. Với bản lĩnh, sự tự tin, đội trường Trung học phổ thông số 1 Văn Bản đã trở thành nhà vô địch bóng đá nữ trung học phổ thông. Em cảm thấy là rất là tuyệt vời và rất là xúc động bởi vì là đứng trên cái chấm 11m mà can đảm đối mặt với 1-1 với đối thủ bên bạn và chặn được những cú sút như thế thì thật sự đối với em quá là tuyệt vời rồi ạ. Đây là một hội khỏe Phù Đổng đáng nhớ nhất đối với bản thân em tại vì là lần đầu tiên đội bóng đá nữ bọn em được vô địch và bọn em đã mang lại lịch sử cho đến ngôi trường bọn em ạ. Đội em tuy là đã không được vô địch nhưng mà đã rất hay ạ, rất là sung ạ. Em thấy rất là được ạ. Trong ngày thi đấu cuối cùng đã diễn ra 6 trận chung kết môn kéo co ở các nội dung kéo co nam, kéo co nữ và kéo co nam nữ khối trung học cơ sở và khối trung học phổ thông. Với sự nỗ lực và tập trung cao độ, Đoàn phòng giáo dục và đào tạo huyện Simacai đã xuất sắc giành cả 3 huy chương vàng nội dung kéo co nam nữ và nam nữ phối hợp. Đoàn Simacai thì đã có tiến bộ hơn, chất lượng cũng tốt hơn và có sự đầu tư nhiều hơn. Với tư cách là một huấn luyện viên thì thật sự mình cảm thấy vui sướng vì các trò của mình đã cố hết mình và đã vào đánh đến vòng chung kết và đã thắng cả 3 nội dung, được vàng cả 3. Quý vị và các bạn thân mến, trận chung kết kéo co nam nữ phối hợp khối trung học phổ thông giữa trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bắc Hà và Trung học phổ thông số 1 huyện Mường Khương cũng đã khép lại tất cả các nội dung thi đấu trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lào Cai lần thứ 9 năm 2023. Và như vậy, 338 bộ huy chương đã tìm thấy chủ nhân của mình. Ngày thi đấu cuối cùng đã khép lại 338 nội dung thi đấu của 13 môn thể thao. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lào Cai lần thứ 9 năm 2023 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong công tác tổ chức và nỗ lực thi đấu của các vận động viên, các đoàn tham dự.